Mùng 2 tháng 9 đợt này, Ecomart có giảm giá tủ lạnh không? Bật mí với các bác là giảm giá rất nhiều các dòng tủ lạnh, từ dung tích trên 200 lít cho đến dung tích trên 500 lít, từ dòng tủ lạnh thường cho đến những cái dòng cao cấp có thêm các tính năng như là làm đá tự động hoặc là ngăn đông mềm. Vậy giảm giá những mẫu tủ lạnh nào thì mời cả nhà hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Với tủ lạnh thì tại Ecomart bên em có đầy đủ các hãng, từ các dòng như là Aqua, Samsung, LG, Electrolux, Panasonic, Hitachi, với rất nhiều các dòng khác nhau. Thì với tủ lạnh đầu tiên, mã trong khuyến mại lần này thì bên em sẽ giảm giá cho dòng tủ lạnh của Panasonic. Với dòng tủ lạnh Bana này, đây sẽ là model hoàn toàn mới của năm 2024. Với model sản phẩm sẽ là NRSP257CPAV. Đó, với tủ lạnh này thì màu sắc nó sẽ hơi khác biệt hoàn toàn một chút. Bình thường là các bác chỉ thấy tủ lạnh màu đen, đúng không ạ? Nhưng với chiếc tủ lạnh này, màu sắc của nó sẽ là màu xanh than các bác nha. Đó, màu sắc sẽ là màu xanh than với thiết kế ngăn đá ở dưới và ngăn mát ở trên. Bởi vì là rất nhiều khách hàng muốn mua những cái dòng tủ khoảng 255 lít nhưng mà lại thích những cái dòng mà ngăn đá ở dưới, thì năm nay Panasonic đã ra cái mẫu tủ lạnh này để đáp ứng cái nhu cầu cũng như cái mong muốn của các bác. Với dòng này thì chất liệu hoàn toàn sẽ là chất liệu sơn các bác nha. Mặt của nó sẽ hoàn toàn là mặt sơn tĩnh điện màu xám đen, thiết kế tay nắm chìm. Đây sẽ là dòng tủ lạnh với công nghệ của Nhật. Các bác có thể nhìn thấy ạ, thiết kế bên trong này sẽ trang bị cho các bác là một cái đèn LED này. Thứ hai là trang bị khá là nhiều ngăn, đặc biệt là dòng này có công nghệ AG Clean. Đây là một công nghệ kháng khuẩn, khử mùi bằng tinh thể bạc. Vì vậy cho nên là cái thực phẩm mà các bác để ở đây hoàn toàn được kháng khuẩn cũng như là khử mùi. Ngoài ra năm nay em thấy rất là thích đó là nó có khay này, sẽ chia làm khay đựng mỹ phẩm hoặc là đựng thuốc này, hoặc là khay đựng trứng này, hộc kín này, rất là tiện lợi luôn. Các bác có thể nhìn thấy ạ. Với dòng tủ lạnh này sẽ có ngăn rau củ quả tương đối là rộng, có ngăn đông mềm chuẩn âm 3 độ C. Các bác để thực phẩm vào đây sẽ tươi ngon lên tới 7 ngày. Ngoài ra bảng điều khiển của dòng này sẽ là bảng điều khiển nút ấn dễ dàng thao tác và các bác điều chỉnh thì rất là tiện lợi. Dòng này thì đây là một cái dòng tủ lạnh cơ bản, không có làm đá tự động. Nhưng với cái nhu cầu mà sử dụng cơ bản thông thường thì đây là một cái mẫu tủ lạnh cũng khá là hợp lý trong đợt này rồi. Và với Panasonic thì đây sẽ là dòng tủ lạnh có cái cảm biến EcoNavi. Vì vậy cho nên là rất là tiết kiệm điện, nó sẽ cảm biến được cái nhiệt độ bên ngoài với độ lạnh ở bên trong tủ để đưa ra được cái nhiệt độ phù hợp nhất. Và dòng này thì bảo hành cho các bác máy nén lên tới là 12 năm. Hiện tại với chiếc tủ lạnh này, tại Ecomart bên em đang giảm giá cho các bác lên tới là 34%, giá chỉ còn 7.890.000 và có trả góp lãi suất 0%. Đó là mẫu đầu tiên. Đi tiếp theo vào đến gian hàng tủ side by side. Và đến gian hàng tủ side by side sẽ là model của nhà LG. Đây ạ, model của nhà LG dòng side by side cao cấp với dung tích cực lớn. Với dòng này thì đây có model sản phẩm là GRB50BL. Thiết kế cho các bác. Dòng này thì các bác thấy là đây sẽ là dòng thiết kế 4 cửa side by side. Thì cái ưu điểm của cái thiết kế 4 cửa này, các bác dùng ngăn nào, các bác mở ngăn đó ra, nó sẽ hạn chế cái tình trạng thoát lạnh cho các bác. Và mẫu này hiện nay tại Ecomart bên em cũng đã trưng bày sẵn cho các bác rồi. Bảng điều khiển sẽ là bảng điều khiển bên ngoài, màu sẽ là màu xám đen. Và dòng này thì sẽ là chất liệu sơn tĩnh điện các bác nha. Ưu điểm của sơn tĩnh điện là khi mà các bác sử dụng thì nó dễ dàng lau chùi và nó không bị bám vân tay, đặc biệt là trong cái quá trình sử dụng không may làm xước sáp hoặc là móp méo thì nó cũng sẽ không bị lộ. Đó, tay nắm thì hoàn toàn sẽ là tay nắm chìm. Nhà LG thì em thấy rằng là tủ lạnh của dòng này thì nó làm lạnh khá là tối ưu, đặc biệt là với công nghệ làm lạnh All Around Cooling. Đây là một cái công nghệ làm lạnh độc quyền của cái nhà LG này luôn. Và với cái công nghệ làm lạnh này, nó sẽ giúp bảo quản thực phẩm đồng đều. Vì vậy mà thực phẩm của các bác sẽ tươi hơn, ngon hơn và bảo quản được lâu hơn. Ánh sáng đèn LED nó cũng là ánh sáng đèn LED dịu mắt. Nó cũng khác biệt hoàn toàn và nó trang bị đèn LED là trang bị ở hai bên này nhá. Đây, trang bị đèn LED là trang bị ở hai bên thành tủ này. Đặc biệt là có thêm một cái vách ngăn. Vách ngăn này nữa thì với cái vách ngăn này nó đảm bảo cái độ lạnh tốt hơn cho các bác. Ngăn rau củ quả thì nó sẽ phân ra làm hai ngăn.
Phân ra làm hai ngăn thì khi mà các bác bảo quản vào đây, những cái ngăn bên trong này nó đều có duy trì cái độ ẩm ổn định và các bác bảo quản thì nó sẽ ngon hơn. Khay thì sẽ bao gồm 6 khay và nhựa cao cấp nhá, nhựa cao cấp chịu lực cho các bác này. Và cái độ rộng của cái khay này nó rất là tiện, các bác có thể để thoải mái cả một cái chai nước to, một chai coca to ở trong này cũng được, thì nó cũng khá là thích. Và ở dưới thì đây là cái dòng tủ lạnh side by side thông thường, nó sẽ không có làm đá tự động, nhưng mà cái ngăn đông của nó nhá, các bác hãy nhìn này, tất cả những ngăn đông của nó đều được đóng hộc kín hết. Đây, đều được đóng hộc kín hết và rất là rộng, các bác có thể nhìn thấy ạ. Đấy, các bác bảo quản thực phẩm thì rất là tiện, đặc biệt với những cái bác nào mà cái tủ lạnh này nhá, những bác nào mà bán đồ kinh doanh online ấy, đặc biệt là cần tủ đông rộng ấy mà hộc kín ấy, thì đây là một cái sự lựa chọn khá là lý tưởng cho các bác luôn. Và cái tủ lạnh của dòng LG này thì sẽ bảo hành cho các bác là 2 năm toàn máy và 15 cho máy nén, dung tích sẽ là 470 lít các bác nha. 470 lít. Và hiện nay với cái mẫu tủ lạnh này của nhà LG thì bên em đang chạy ưu đãi mùng 2 tháng 9 cho các bác, sẽ còn về giá có 12.990.000 thôi. Đó, 12.990.000. Các bác có thể thấy ạ. Tiếp theo sẽ mời các bác cùng tham quan và trải nghiệm tiếp để xem là mẫu tủ lạnh nào tiếp theo sẽ giảm giá để các bác có thể lựa chọn ạ. Rất nhiều bác mong chờ tủ lạnh Hitachi đúng không ạ? Bật mí ngay với các bác, Hitachi đợt này Ecomat sẽ áp dụng giảm giá cho mẫu RVKB640PGV1. Mẫu RVKB640PGV1 này thì nó sẽ là mẫu rút gọn bớt đi của mẫu 640PGV0, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ cho các bác những cái yếu tố cơ bản từ làm đá tự động cho đến ngăn đông mềm. Thiết kế 4 cửa, mặt sẽ là mặt kính. Mặt kính đen nhá. Mặt kính đen thì nhìn nó sẽ sang trọng hơn rất là nhiều so với mặt thép không gỉ và cũng khá là dễ lau chùi. Với dòng này thì sẽ có công nghệ Invector với hệ thống quạt kép. Đó, công nghệ Invector với hệ thống quạt kép giúp cho cái công nghệ làm lạnh của các bác được đồng đều hơn. Và đặc biệt là với dòng này có cái bộ lọc khử mùi là bộ Chip Power Filter, giúp khử mùi thật là sạch. Và các khay của dòng này cũng là kính cường lực cao cấp này. Các bác có thể nhìn thấy về từ chất liệu nhựa này, nó đều khá là xịn sò đúng không ạ? Đó, bảng điều khiển thì sẽ là bảng điều khiển bên trong sản phẩm, các bác có thể nhìn thấy ạ. Và ngăn này thì sẽ có ngăn chuyển đổi tùy thuộc vào thực phẩm. Các bác có thể để đồ khô thì đó là dry food, hoặc là để rau thì các bác sẽ di chuyển như này, cần gạt để bảo quản rau củ quả được tốt hơn. Đây sẽ là hộp này thì các bác đựng mỹ phẩm hoặc là thuốc này. Dưới này thì đây là hộp làm đá tự động, các bác sẽ đổ nước vào đây. Đó. Ngăn chuyển đổi này thì các bác có thể chuyển thành đông mềm hoặc là đông lạnh, toàn bộ cái khoang bên này các bác có thể chuyển đổi được nhá, rất là tiện. Đó. Và cái Hitachi này thì hộc của nó cũng là hộc kéo ra kéo vào này. Khá là tiện lợi cho các bác trong cái quá trình mà các bác bảo quản thực phẩm. Với mẫu Hitachi 640 PGV1 này thì nó đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của các bác như là làm đá tự động hoặc là ngăn đông mềm cho các bác luôn. Và hiện tại với mẫu 640 PGV1 này trong đợt mùng 29, Ecomart đang khuyến mại cho các bác còn giá 24.25.490.000. Đó. Bình thường thì bây giờ nhu cầu sử dụng, ví dụ như cái gia đình mà ở trọ này hoặc là các bạn sinh viên, thì cái nhu cầu mua một chiếc tủ lạnh nhỏ vừa phải, thiết kế ngăn đá ở trên, ngăn mát ở dưới, thì đợt này bên em có dòng của Samsung với model là RT22M4032BI với giá là 4.990.000, có trả góp cho các bác nhé. Màu của nó sẽ là màu nâu. Màu nâu ạ. Chất liệu của nó là chất liệu sơn các bác nha. Mặt sơn, thiết kế sẽ là ngăn đá ở trên và ngăn mát ở dưới. Các bác có thể nhìn thấy ạ. Đây, ngăn đông điều chỉnh và ngăn mát các bác tự điều chỉnh. Đặc biệt có ngăn Optimal First Zone này. Nó cũng là một ngăn đông mềm nhưng nó sẽ để được khoảng âm 1 độ cho các bác. Có bộ lọc khử mùi Dell Roaring Filler. Đó, các bác hãy nhìn thấy. Tức là các bác có nhu cầu sử dụng cơ bản, mua cho ông bà, thì đây sẽ là một cái mẫu khá là tiện, giá có 4.990.000 thôi. Rất là ưu đãi cho các bác trong đợt này nhá. Với chương trình mùng 2 tháng 9 này, Ecomart giảm giá rất nhiều các sản phẩm, đặc biệt là dòng tủ lạnh. Các bác cần tư vấn cụ thể hơn thì hãy để lại bình luận cho Ecomart hoặc liên hệ trực tiếp hotline bán hàng
với số điện thoại là 0974176886 để có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm điện máy với giá cực kỳ ưu đãi, kèm theo đó là nhiều quà tặng hấp dẫn. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.